chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay, người dân sinh sống tại các tỉnh thành miền Bắc vẫn sẽ cảm nhận được sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện. Hiện tượng này tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi và ven biển, gây giảm tầm nhìn xa và ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sinh hoạt của người dân. Để giảm thiểu tình trạng này, thì người dân nếu phải di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian sáng sớm, cần lưu ý di chuyển chậm, bật đèn chiếu gần để phá sương, quan sát các biển báo và phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được cải thiện khi mà nắng lên, sương tan và trời ấm áp dần. Nhiệt độ cao nhất hôm nay trên toàn khu vực ở mức từ 25 cho tới 27 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt cao hơn từ 1 đến 2 độ như Lai Châu, Điện Biên chạm mức từ 29 đến 30 độ. Thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động giao thương, sinh sống trên khu vực trước khi đầu tuần mới không khí lạnh lại dồn xuống, gây mưa dông và nhiệt giảm. Cũng không quá khác biệt so với 24 giờ trước đó, thời tiết tại khu vực Trung Bộ cũng ít mưa. Có chăng chỉ là những cơn mưa rào rải rác với lượng không nhiều, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Trung Trung Bộ, tiết trời vô cùng dễ chịu. Về tình hình nhiệt độ, do hình thái thời tiết không đồng nhất nên nhiệt độ cũng có sự khác biệt giữa các khu vực. Nhiệt cao nhất ngày sẽ tăng dần từ Bắc cho tới Nam. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết ít mưa, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 27 độ. Còn Trung Trung Bộ có mức nhiệt dao động từ 26 đến 29 độ và cuối cùng 28 đến 31 độ là nhiệt độ tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Dự báo xa hơn cũng trong khoảng đầu tuần tới, khi một đợt không khí lạnh mạnh dồn sâu xuống phía Nam thì thời tiết Trung Bộ sẽ thay đổi rõ rệt. Trời chuyển mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét và gió giật mạnh. Cùng với đó là cảm giác lạnh cũng sẽ gia tăng về đêm và sáng sớm, người dân cần lưu ý. Đến với vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ, nơi đây cũng đang bắt đầu chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô. Vì thế mà mưa dông chỉ xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại vùng cao và miền Tây Nam Bộ. Mưa với lượng ít nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân trên khu vực này. Nhiệt độ tại đây thì vẫn giữ ở ngưỡng ổn định, với cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ ở khu vực Tây Nguyên, còn tại Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, trưa chiều trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 5 đến cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, tình trạng biển bình thường. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, do hoạt động của rãnh thấp xích đạo nên khu vực có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, thời tiết trên cả ba miền đất nước ta trong hôm nay đều khô ráo, thuận lợi cho mọi hoạt động, giao thông của người dân trên khu vực. Dự báo xa hơn từ đầu tuần sau, trời sẽ chuyển mưa dông trên cả nước. Trong những ngày tới, thời tiết khu vực Bắc Bộ có sự chuyển biến do khối không khí lạnh tăng cường trở lại với cường độ mạnh vào đêm ngày 13 tháng 12 và ngày 14. Do vậy, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, đồng thời trời chuyển nhiều mây và có mưa gia tăng. Vùng mưa sẽ xuất hiện đầu tiên ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc, sau đó lan dần xuống đồng bằng và phía Tây Bắc Bộ, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với tố, lốc và cả gió giật mạnh. Trời vừa mưa vừa rét nên gây trở ngại cho các hoạt động ngoài trời. Còn từ nay đến trưa chiều mai, thời tiết trên khu vực Bắc Bộ vẫn khá ổn định, ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Với thời tiết này khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Lui xuống khu vực Trung Bộ trong ngày 13 tháng 12, thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chỉ có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Với thời tiết này khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Sau đó, sang đến ngày 14 và 15 tháng 12, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, thời tiết khu vực này chuyển nhiều mây, mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Trong mưa dông, khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố, lốc và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tiếp tục đi về phía Nam tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết trong 3 ngày tới phổ biến trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Riêng khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với gió giật mạnh. Ngày trời giảm mây và hửng nắng, cường độ nắng không mạnh với nền nhiệt không vượt quá ngưỡng 30 độ. Các hoạt động ngoài trời cần đề phòng mưa dông. Trong khi đó, trên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết cả 3 ngày tới cũng chuyển nhiều mây hơn nhưng ít mưa, ngày nắng nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, sáng sớm có sương mù nhẹ, làm cho tầm nhìn xa có phần hạn chế. Các phương tiện tham gia giao thông cần chú ý đến tốc độ. Trong ngày, tiết trời khá mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Vào đến Nam Bộ, thời tiết có xu hướng chuyển mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với sấm sét và cả gió giật mạnh. Dự báo mưa chủ yếu tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm. Sáng sớm, khu vực có sương mù nhẹ và tan dần cho đến trưa.
Ngoài ra, cùng với thời gian này thì mực nước triều đang lên và đến ngày 15 tháng 12 sẽ đạt đỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức từ 1,6 đến 1,61 m, khả năng gây ngập sâu vào sáng sớm và chiều tối ở các vùng trũng thấp của thành phố, nên quý vị cũng cần lưu ý. Còn lại vào ban ngày trời nắng với cường độ nắng không mạnh, nhiệt độ chưa tăng quá ngưỡng 33 độ, tiết trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Thời tiết trong những ngày nghỉ cuối tuần tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa trái mùa xuất hiện, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với gió giật mạnh và lốc xoáy. Còn trong ngày thì trời vẫn có nắng, song nhìn chung bầu không khí vẫn khá là mát mẻ. Tọa lạc tại trung tâm quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên được xem như là một trong những lá phổi xanh của thành phố và là công viên có lịch sử lâu đời, đứng thứ 8 trên thế giới. Thảo Cầm Viên là nơi chăm sóc và bảo tồn hơn 1.000 cá thể động vật và hơn 2.000 loại cây cối và hoa trong khuôn viên. Đến thăm Thảo Cầm Viên, du khách sẽ được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành với những gốc cây cao, tán lá dài che bóng mát. Và không chỉ vậy, đây còn là nơi lý tưởng để du khách có những chuyến dã ngoại cuối tuần bên người thân và bạn bè. Ngoài ra, các em nhỏ sẽ cảm thấy thú vị hơn khi được tận mắt nhìn những loài động vật quý hiếm như là hổ trắng, tê giác trắng hay là được cho voi, hươu cao cổ ăn. Thêm vào đó, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam bên cạnh Thảo Cầm Viên để chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính, độc đáo của nơi đây và tích lũy thêm nhiều kiến thức về lịch sử cũng như văn hóa của người Việt Nam thông qua nhiều hiện vật trưng bày hoặc là dấu tích của đất nước ta qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.